Chị tên là Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1987 ở Thắng Lợi, Đồng Tân, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Em được biết là chị bị mất ngủ từ lâu rồi. Vậy chính xác là chị bị từ năm nào và lúc đó thì có những biểu hiện ra sao ạ? Cuối năm 2021 là chị sinh cháu thứ hai đấy. Thì sinh được 2 tháng thôi là bắt đầu chị có cảm giác là bắt đầu là không không ăn được ấy. Một thời gian cũng nó cũng rơi vào khoảng 2 3 tháng ấy. Sau là nó mất ngủ từ đấy. Ôi em ơi, có nghĩa là hầu như là cả đêm chị không không chợp mắt được một giây nào ấy, chứ không phải là bảo là vào giấc ngủ được bao nhiêu phút hay là được bao nhiêu tiếng, cả đêm cả ngày luôn. Chị có làm được gì đâu, không làm được gì, cứ nằm yên một chỗ này, người nó không có sức đến mức độ đấy mà. Em bảo bây giờ cả ngày cả đêm không chợp mắt được một giây nào thì người nó thành cái gì, mà có phải là 1 2 ngày đâu, nó cứ kéo dài như thế. Là chị cứ đi viện triền miên như thế thôi. Từ đầu là ở Hà Nam, chị lấy chồng về Hà Nam mà. Thì là lên đa khoa thì bác sĩ nó bảo là theo như chẩn đoán thì nó bảo là bị trầm cảm nhẹ. Đấy. Thế sau cũng cho thuốc nhưng mà nó cũng không đỡ. Thế sau chị chuyển về Thái Nguyên. Chuyển về Thái Nguyên được 2 tháng, cũng ở đấy 2 tháng bác sĩ cũng cho thuốc về dạng trầm cảm do mất ngủ đấy. Hay là mất ngủ do trầm cảm gì chị cũng không rõ nữa. Đấy cũng chữa ở đấy, nằm ở đấy 2 tháng. Thì ở đấy thì ngủ được. Thế nhưng mà về bác sĩ kê thuốc cho chị cũng vứt một đống kìa, cũng không ngủ được. Đấy, thế sau là lại lại đi về xong thì nhà chị mới quyết định bảo là bây giờ đi xuống Nam Định nữa. Xuống Nam Định chị châm cứu ở dưới đấy cũng 1 tháng nữa, cũng không ăn thua gì. Thế sau là về nhà thì là có cái đứa bạn ấy, nó mới giới thiệu cho chị là có một cái ông làng ở bên Bắc Ninh ấy, cũng ngay cầu, nó gọi là cầu gì nhỉ, cầu Đông Xuyên ấy. Đấy, cái ông ấy chữa mất ngủ rất là giỏi, mà uống thuốc thì nó là không phải là thuốc Tây, thế là chị cũng sang chị lấy. Mà uống thuốc khó uống lắm em ạ, khó khó cực kỳ là khó luôn ấy, uống mà cũng phải nôn lên nôn xuống ấy. Thế là cũng uống được đâu hai mấy lần lấy ấy. Thế nhưng mà tình trạng là càng ngày càng xấu đi, mà đến mức độ là về sau nó lại còn xuất hiện thêm cái triệu chứng là nôn nữa, bởi vì kiểu như cái thuốc đấy nó vào người mình nó như thế nào chị cũng không rõ. Thế nhưng mà khó chịu lắm, không chịu được. Thế sau là đến cái hôm cuối cùng ấy, là chị lả luôn ấy, ngất luôn ấy, thì là anh với chị là mới gọi xe là cho xuống Bạch Mai đấy. Khi mình vào Bạch Mai ấy, thì mình các bác sĩ cho mình vào khoa sức khỏe tâm thần. Cũng nằm ở đấy nửa tháng là bác sĩ là không cho ở nữa là đi về. Thì mới cho chị một cái đơn thuốc đấy. Thì bảo là cứ hàng tháng, nửa tháng là đi lấy một lần. Mà mỗi một lần là hơn 3 triệu, 3 triệu của nửa tháng đấy. Mà uống thì nói thực ra thì uống thuốc của Bạch Mai là cũng ngủ được thật, cũng nhưng mà nó cũng chỉ được độ khoảng nhiều lắm là được 4 tiếng, còn không là cứ rơi vào 3 4 tiếng như thế. Còn ngày đặc biệt là ngày không ngủ được tí nào luôn ấy. Thế nhưng mà ngày sáng ra nó uể oải, nó mệt mỏi lắm, không người, có nghĩa là nói thật với em chứ đến đến con chị cũng không trông được, không chăm được. Chỉ lo được cho mình là ví dụ như là cơm nước hay là như nào là vẫn 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 đá qua được thôi, chứ con đợt đấy cho ăn cho uống có cho được đâu, toàn bà ngoại hết mà. Dạ vâng, chị dùng thuốc Tây thì chị có thấy tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không? Cái tác dụng phụ của nó là chị thấy là cái đầu nó rất là choáng, choáng đến mức độ là chị bảo là chưa bao giờ thấy người nó như thế hết bao giờ ấy, khó chịu lắm, choáng đi như là phải người say xe thì mới hiểu được, như người say xe suốt ngày, như như kiểu người say xe mà nó rất khó chịu, với lại tăng cân rất là nhiều, từ 41 42 cân mà chị đến đến 50 mấy cân. Nếu mà không có thuốc ấy chị còn không ngủ được một một giây nào luôn. Thế cho nên là thôi thì bắt buộc là cứ dùng thôi, bởi vì trước mắt là mình chưa tìm được một cái thuốc nào ở bên ngoài, ví dụ như thuốc nam ấy. Đấy, như thuốc nam thì bị một trận của ông kia đấy, cho nên là cả mẹ đến con đều sợ hết, không dám uống nữa. Chị có biết là tại sao mình lại bị mất ngủ như vậy không ạ? Cái lúc mà mình mang bầu ấy thì mình suy nghĩ thôi, bởi vì cái lúc đấy là anh làm anh bị thua hết đấy.
thì là nó mất cũng một khoảng khá đấy, nhưng mà cái năm đấy, cái đợt đấy là chị bắt đầu mới bầu, chứ còn đến lúc mà chị đi sinh ấy thì mình đã thu xếp được gọn gàng ổn thỏa hết cái chỗ đấy rồi, cho nên không có phải suy nghĩ gì về cái vấn đề đấy cả đâu. Em thì đã có bà rồi, em có bà phụ ở chứ không phải là chăm một mình đấy. Thế nhưng mà đi bác sĩ thì cứ bảo là do mình, rồi người thân ở trong nhà cũng thế, cứ bảo là hay là mình suy nghĩ về cái vấn đề đấy quá. Nhưng mà thực sự trong người chị biết chứ, về cái vấn đề đấy là không suy nghĩ đến nữa. Thế nhưng mà bây giờ thì bảo là tìm cái nguyên nhân ở đâu thì chị cũng không biết là nguyên nhân nó từ đâu nữa cơ. Hiện tại thì em thấy là chị đã tìm lại được giấc ngủ ngon rồi. Vậy bí quyết của chị là gì? Chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết không ạ? Trong cái thời gian mà chị mất ngủ và cũng uống thuốc của bệnh viện ấy, thì biết được Bonnie Sleep này là cũng từ chồng thôi. Anh thì thấy chị cũng bị mất ngủ như thế đấy, cho nên là cứ đi làm về thì chứ là nằm ôm cái điện thoại là bắt đầu tìm. Chỉ tìm cái thuốc nào, tất cả các loại thuốc mà liên quan đến hai chữ mất ngủ ấy, là bảo vợ. Thế nhưng mà bảo là cũng bảo lâu rồi ấy, thế nhưng mà chị không, thật sự nó có các em đi là chị không tin. Chị bảo là, anh bảo là ôi dồi ôi, em đi viện em lấy thuốc ở Bạch Mai, bệnh viện lớn thế mà còn chả ăn ai. Chẳng chi là giờ lại bảo em đi mua mấy cái thuốc ở trên mạng rồi mình có biết được người ta ở đâu đâu mà uống. Rồi ví dụ như là giam ba cái quần áo ấy, mình mặc trên người thì mình mua ở đâu cũng được. Thế nhưng mà cái này là mình uống vào người mình, vào cơ thể. Thế cho nên là dù là không được học cao, hiểu rộng gì nhiều, thế nhưng mà cứ vào cơ thể là mình cũng phải xem xét. Thế thế sau là anh cũng bảo là nhưng mà cứ thử xem như thế nào. Người ta bảo là có bệnh này vái tứ phương đấy, thì biết đâu mà mình hợp thì nó lại khỏi sao. Thế chị bảo là thôi kệ, không nghe đâu. Thế sau là đến mấy tháng sau ấy, không biết chị suy nghĩ nào, chị bảo là thế cho vợ cái số điện thoại của cái công ty đấy để vợ gọi, để xem mẹ tư vấn, để xem các em nó tư vấn xem là như thế nào ấy. Thì gọi cho bên các em thì cũng tư vấn là như thế. Thì chị cũng bảo là thôi mình thử lấy tạm một hộp về. Mình thử lấy tạm một hộp về mình uống rồi xem như thế nào. Thì bên em thì cũng tư vấn nhiệt tình lắm, nhưng mà cũng nói thật với các em là điều kiện kinh tế là không có. Các em hướng dẫn là uống 4 viên, bởi vì là chị mất ngủ cái thời gian nó rất là dài rồi, chứ không phải là mới. Thì các em bảo là uống 4 viên một tối. Thế nhưng mà nghĩ bảo là mình mua có một hộp, mà bây giờ bảo mình uống 4 viên thì nó chỉ được mấy ngày thôi, tiền đâu mua nữa. Thật mà đấy là thật sự đấy. Thế sau chị bảo là chỉ uống dám uống 2 viên thôi. Chị kèm 2 viên Bunny Sleep với 2 viên thuốc Tây. 2 viên có nghĩa thuốc Tây, 2 viên có nghĩa là một loại thôi đấy. 4 hộp, 4 loại. Em nhân lên, nó là 8 viên. Mình thấy mình cũng ngủ được ấy, mà thấy bên thuốc Tây nó cũng đắt ấy. Thế là cũng rồi nghe bên em tư vấn là mình giảm dần dần, nếu mà thấy kiểu như là thấy trong người mình nó thấy cảm thấy thoải mái ấy, nó ngủ được mà nó khỏe thì mình giảm dần ấy. Thì chị cũng giảm xuống là còn uống 4 viên, bởi vì là mỗi loại giảm một nửa, vẫn ngủ được. Mà người nó cũng có nghĩa là nó không được như bây giờ, nhưng mà mình cảm thấy so với trước, thời gian trước nữa là mình cảm thấy nó hơn rồi, thì là mình giảm, cứ giảm dần dần như thế. Thế sau chị giảm xuống còn 1 viên. Thế thời gian sau nữa chị giảm xuống còn nửa viên. Thế sau là chị bỏ hẳn, là chỉ uống cái Bunny Sleep không thôi. Thế sau là chị chỉ uống mỗi cái Bunny Sleep này mà mỗi tối chỉ 1 viên thôi, mà kéo dài đến 3 tháng trước nữa ấy, là chị bỏ hẳn ấy. Thì ngủ ngon lắm, ngủ rất là ngon luôn, bây giờ thương quá, cảm thấy rất là sung sướng luôn đấy. Giờ tự nhiên là không phải uống thuốc nữa rồi. Đợt vừa rồi đi làm, chị đi may gần nhà, bà cũng bảo là thôi nếu mà có đi làm ấy thì cũng chỉ mong sao là kiếm đủ tiền sữa cho con, mi tiền thuốc cho hai của mẹ nữa, thế là được, còn chứ không phải lo cái gì cả. Thế là nhưng mà bây giờ là may mắn ở chỗ là không phải lo tiền thuốc nữa rồi, không giờ không lo gì cả, giờ chỉ có hôm nay tổ trưởng mà chủ nhật đi làm bảo là ôi ôi có một tháng làm 4 chủ nhật cũng được. Ngủ đâu có khỏe rồi, thấy ổn định lắm rồi, đầu không còn chênh vênh choáng váng gì nữa, thì là quyết định bảo là đi làm thôi.
thấy người khỏe thì mới đi được ấy, chứ còn trước cô mà bắt vác dao đuổi sau đít không chẳng chạy nổi. Chúc mừng chị đã tìm lại được giấc ngủ ạ. Chị dùng Bonnie Sleep ấy, chị có thấy có tác dụng phụ như thuốc tây không ạ? Chị dùng cái Bonnie Sleep này là chị không thấy có tác dụng phụ gì đâu, thấy người thoải mái lắm, tinh thần sảng khoái lắm, giờ năng lượng là cứ 100%. Đây này, từ Tết là vẫn còn trên 50 cân, thế mà đến bây giờ là còn có 44 cân. Đấy là chị từ tháng 10 là chị bỏ cái thuốc tây là xong, là tháng 10 là nó vẫn là 54 cân, thế nhưng mà chị bỏ được mấy tháng để đến Tết ý, thì là nó xuống còn 50 cân. Thế từ Tết đến bây giờ nó xuống còn từng này. Uống cái này nó không lên cân, uống cái thuốc tây lên cân ghê lắm. Bây giờ nhá, cứ tầm 9 giờ là lên giường, mà lên giường cầm điện thoại một tí. Ngày xưa là bà ngoại đặc biệt không cho sờ lên điện thoại đâu, thế nhưng bây giờ cầm điện thoại được một lúc là rơi mất rồi, rơi cái điện thoại xuống là đi ngủ. Thì cũng chỉ tầm hơn 9 giờ thôi, thì đến hôm sau đến 6 giờ à, 6 giờ còn chưa dậy nổi ý, nhưng mà phải dậy để đi làm. Vẫn muốn ngủ. Đợt này, đợt trước ấy, con gái chưa ngủ được thì lo, thế đợt này con gái ngủ được ấy mà. Sáng thì ta dậy sớm đi, nằm thêm một tí cũng có được cái gì đâu. Ê, thế nhưng mà buồn ngủ không mở được mắt. Chứ không ngủ được thì cứ mong ra nó ngủ được. Bây giờ nó ngủ được thì lại mà sáng thì ta dậy sớm đi. Ông nọ nói ấy, nhưng mà mắt còn không mở được. Ngủ mà sấm sét như hôm vừa rồi, thấy bà bảo là sấm sét nó đánh á, mà không biết gì luôn. Hôm sau mọi người kể bảo đi ra truyền làm, mấy chị bảo gì hôm qua sét nó đánh ghê thế, bảo ui ôi thế mẹ em ngủ em chả biết gì. Bà ngoại cả mà trai ông ngủ kiểu gì mà sét như thế cũng không nghe tiếng, mà con chả nghe gì. Cháu chào bác ạ, bác có thể giới thiệu về bản thân mình và chia sẻ về tình trạng bệnh của con gái bác là chị Bình được không ạ? Bác tên là Ngô Thị Tuyết, là năm nay sinh năm 1957, năm nay là 68 tuổi. Thế cũng là mẹ sinh ra chỗ chị Bình đây. Thì trong cái thời gian mà con gái thì bác là cũng không may là lại rơi vào cái tình trạng là mất ngủ. Cái bữa nó mới là nó nghe thấy con nó khóc mà coi như thế là bóp cổ con, bóp cổ con. Thế sau đến lúc tỉnh dậy là nó hết cái cơn đấy rồi, là nó mới bảo ôi, cứ thế là tự nhiên nó khóc thật lực lên, bảo mẹ ơi khổ quá, con nghe thấy cháu khóc mà con sợ, vì là con sợ cái tiếng khóc ấy, cảm thấy cứ như hàng trăm hàng vạn cái kim nó đâm vào trong tim con ấy, cho nên là con bóp cổ nó lại trong đêm đấy, vì là cái đợt đấy là mẹ về rồi không ở đấy được, thế thì con bóp cổ nó lại để cho nó khỏi khóc nữa, cho con khỏi nghe thấy. Thế là bắt đầu là phải bảo mấy chồng nó thôi thôi cho đón lên đây ngay cả mẹ con, mà suốt ngày là coi như thế là cứ có những hôm đang bác đang làm thế này chạy vào đã thấy cầm con dao cứa này, mẹ ơi con cứa đây một nhát đi để cho con chết đi, là để cho mẹ đỡ khổ, không con thương mẹ quá con không biết làm thế nào được. Thế bảo con ơi bây giờ mà con chết là mẹ cũng chết đấy, chứ mẹ không thể sống được vì thiếu con. Bác lại phải cất dao hết đi, coi dặn các anh các chị nó làm cái gì xong là phải giấu hết dao, không dám để. Thấy là tự nhiên là cứ nôn khan suốt ngày, mà suốt ngày là bưng cái thau ở đây cho đi chữa, phải nói là bao nhiêu bệnh viện. Thật sự lúc bấy giờ là nhà bác là cũng cứ tưởng là nó sẽ chết, chứ cũng không Bình sẽ chết chứ không sống được, bởi vì không còn một cái sức lực nào nữa. Mỗi một lần mà đến cái cơn mà nó có buồn không ngủ được ấy, là nó cứ căng như dây đàn, nó cứ bảo mẹ con mau lên đưa con đi viện không là sắp đất ra đến nơi rồi. Thế bảo thế thì bây giờ làm nào, thế lại đưa đi viện, đi viện nào là mẹ con đồng hành viện đấy. Nghĩ nó khổ, khổ ơi là khổ. Sau cuối cùng là anh em cũng động viên bác là thôi chị cũng phải đi duy tâm cho cháu. Đi duy tâm thì là sau lại cứ thuốc cha ma cầu,
cúng kính này khác, không có tiền đâu nhưng mà phải đi vay. Vay cũng cúng cho mất khá nhiều tiền. Đến hôm mà đi xuống Bạch Mai lần cuối cùng này là cái lần đấy là cũng tưởng là chết. Ở nhà là nó ngất không biết cái gì nữa, mà không nhận ra ai vào với ai nữa. Cứ cái ông hàng xóm, cái ông Giang cũng cứ tinh ra là gọi: bố ơi, thế sao bố bỏ con lâu thế, hôm nay bố mới về. Thế mà nghĩ nhục quá, thế thì bảo thôi điệu này là nó chết mất thôi. Đấy là cúng xong rồi đấy mà vẫn thế. Thế thì sau đến lúc là hôm đấy là gọi một chuyến taxi là cả mấy mẹ con, cả các anh các chị nữa đưa xuống Bạch Mai. Thì vào cái chữa lần đấy thì nửa tháng là thấy bình tĩnh lại, mà xuống là chỉ có sợ thôi. Cứ nhìn thấy bác sĩ đến là ôi mẹ ơi con sợ quá, con sợ lắm. Ở được đến 14 ngày thì bác ấy đến quyết định là thôi mai cho ra viện. Bác sĩ là vẫn cho kê đơn cho mua thuốc uống hàng tháng. Thế bây giờ là mỗi mới đầu về là cho uống nửa tháng trước để xem nó có hợp với thuốc không. Thế thì sau là cứ tiền đi lại nó cũng mất nhiều lắm. Mỗi một lần đi là vừa tiền thuê xe vừa tiền thuốc là mất 5 triệu. Rõ ràng là uống thuốc của bệnh viện nhưng mà nó vẫn cứ kêu, cái đầu nó bối rối. Nó vẫn cứ có những cái ví dụ như là nó nghĩ về cái gì đó là nó vẫn sợ. Sau khi là gặp cái hãng Boni Sờ Níp này là giờ là cháu khỏi được hoàn toàn. Thế là đúng là không gì bằng hạnh phúc là như bây giờ. Boni Sờ Níp uống được đến 3 ngày thì là thấy con bảo là mẹ ơi, cứ như là cái hãng này là nó hợp với con rồi sao ấy. Thế bảo con thấy thế nào? Bảo con thấy tự nhiên cái đầu con, cái chỏm đầu này nó không có cái bối rối ở đấy nữa. Thế thì ôi giời ơi, thế thì nhờ giời là gặp thầy gặp thuốc rồi con ơi. Thế thì uống đến một tuần nó lại bảo là ôi giời con thấy người nó nhẹ dần đấy. Sướng quá mẹ, sướng quá, không còn cái tả là cái nỗi sướng nó như thế nào nữa. Thế bảo uống đi, uống hết lại, uống rồi lấy tiếp. Thế sau khi là được chắc cũng được độ 1-2 tháng đấy là nó bảo bây giờ là con hết cái bối rối ở đầu này thật rồi, là không thấy còn cái cảm giác đấy nữa. Cho đến giờ phút này là coi như thế là phấn khởi rồi. Chị đi làm được mà sức khỏe của chị Bình là ổn rồi. Mà ngủ là đấy cứ từ tầm độ 9 giờ, có hôm thì hơn 9 giờ là đi vào một cái là nằm một cái một lúc đã thấy im tin thiết là phải đến sáng mới gọi, mà không gọi không biết đằng dậy. Thế là lúc nào bác bảo là đúng là ở hiền thì lại gặp lành. Thế lại làm thế nào xui khiến cho ông bà ông bãi thương là xui khiến cho gặp được Boni Sờ Níp này. Thì là con bây giờ như thế này mẹ sung sướng lắm rồi. Ai cũng bảo là thôi nó khỏi rồi thì để cho nó về. Thế nhưng mà chồng nó vẫn bảo là thôi mẹ cho nhà con ở trên đấy để mẹ chăm con, chăm cháu cho giúp con để con yên tâm con mới đi làm, mới vơi công nợ được. Bây giờ là tính cách, tâm trạng là trở lại ngày bình thường rồi đấy. Không có một vấn đề gì. Trước kia là cái lúc mà mới bị xong ấy là cứ ai đến là cứ ngồi đâu ngồi đấy, cứ như cái người là mất trí. Thế ai cũng bảo là về ở đây thì người ta không nói, nhưng mà ra ngoài thì người ta đều nói là thôi cái người đấy thì sau là cũng lại cứ sống là như là kiểu thực vật thôi chứ có không biết gì. Thế nhưng mà đấy đến bây giờ thì hoàn toàn là như bình phục là như thế này, rất là phấn khởi rồi đấy. Cháu cảm ơn lời chia sẻ của bác và chị ạ. Cháu chúc bác và gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ.